Anh về rồi hả? Ừ. Anh đi làm á, mẹ con em ở nhà nhớ anh quá trời luôn. Bây giờ anh lên phòng cất đồ đi, xong rồi rửa mặt xuống em dọn cơm cho ăn nha. Anh không có rảnh, anh nhiều việc lắm. Em tự ăn một mình đi. Xong, nghỉ trưa mấy bộ ơi. Ê, nè, cái điện thoại đây, nhanh lên, nè, cậu làm gì vậy? Giờ nghỉ ngơi không nghỉ, anh nhắn tin cho ai vậy anh? Đưa đây cho tôi. Nè, tôi nhắn tin với ai á, hay tôi làm cái gì thì kệ tôi. Đưa đây nhanh lên. Nè, đưa đây. Nè, làm việc với anh rất lâu rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên em thấy anh mùi mẫn vậy đó. Nhanh lên, đưa đây cho tôi. Nè, Honey luôn hả? Honey cái gì? Nè, nè, cậu đứng yên đi. Cậu biết như vậy á là cậu phạm vô điều mấy không? Điều mấy? Khoảng mấy? Nè, nhanh lên. Điều 604, bộ luật dân sự đó. Làm gì tôi không biết vậy hả? Tại vì tôi tức quá nên tôi quên á. Gì? Nhanh lên đi đây. Nữa hả? Nhanh lên. Được đây. Thôi mấy cha. Làm gì vậy? Có cái tin nhắn thôi mà làm loạn cái phòng lên à. Nè. Làm gì sùm vậy? Tới giờ nghỉ rồi sao không tranh thủ đi ăn cơm đi? Hai thằng này nè anh. Anh làm đội trưởng, anh xử lý giùm em điều này coi. Chuyện gì? Thằng này á nó phạm vô hai cái luật. Một á là cướp tài sản, hai á là xâm phạm vô đời tư của người khác đó. Anh còn phải xử phạt anh ấy nghiêm hơn đối với người thi hành luật pháp vậy mà không nắm rõ luật. Sao nắm rõ? Tôi nắm rõ hết đó, tại vì tôi tức quá nên tôi quên thôi. Cái gì? Tóm lại là chuyện gì? Bắt được đi rồi hả nói? Nè, chạy điện thoại đây. Nè. Ê. Trời ơi. Thôi em đi ăn cơm lên Cường. Bỏ ta hàng khùng này luôn. Nói anh dạo này có nhắc em hoài à? Hôm nay em rảnh qua nhà ăn cơm. À, em cũng nhớ nội lắm. À. Ừ, thôi, mình đi ăn cơm đi anh. À. Chở mẹ con em đi nha. Anh công việc nhiều lắm em. Em tự đi mình đi.
Châu à, anh xin lỗi em. Dạo này anh bị áp lực, công việc thì cứ bận quá, mọi thứ cứ đổ dồn lên đầu của anh. Anh rất là căng thẳng luôn á. Nhiều lúc anh không có tự chủ được cảm xúc của mình, nên nhiều khi hơi vô tâm. Diễm Châu à, anh xin lỗi em mà. Ờ, ngày mai anh sẽ chở hai mẹ con đi bốc thuốc hả? Anh xin lỗi mà. Em chỉ cần anh quan tâm đến mẹ con em một chút thôi. Em biết là công việc của anh rất là bận, nhưng mà anh đừng có vô tâm với mẹ con em như vậy. Em nói gì vậy? Em biết là trong tâm trí của anh lúc nào cũng chỉ có hai mẹ con em thôi, đúng không? Diễm Châu à, anh muốn con của chúng ta khi sinh ra nó sẽ rất là tự hào chị ba nó. Em và con lúc nào cũng tự hào về anh mà. Nhưng mà khổ nỗi, nếu như mà cái vụ kiện này thất bại thì bao nhiêu công sức của anh, bao nhiêu sự nghiệp hình ảnh của anh xây dựng bấy lâu, nó sẽ tụt dốc hết. Em à, bây giờ chỉ có em mới có thể cứu vãn được tình hình này thôi. Giúp anh nha. Em làm được gì cho anh? Dù đó là việc gì em cũng làm cho anh hết. Anh cũng yêu em vậy, anh sẽ bảo vệ mẹ con em. Nội. Nội. Hả? Rồi coi con đi, ai tới thăm nội nè. Con chào nội. Nội khỏe không nội? À, Ngọc Hân. Chơi với nội vậy? Dạ, bữa rày con bận dữ lắm, nhưng mà bữa nay con ghé thăm nội rồi nè. À, ở nhà này không ai thèm chơi với nội, chỉ có mình con thôi đó. À, thôi được rồi, vậy thì từ nay sau mỗi bữa đi làm con sẽ ghé thăm nội, nội chịu không? Ừ, con hứa rồi ở nhà. Dạ. Vậy là từ nay nội hết thương con rồi hả? Còn con nữa nha, con cứ đi so bì với đàn bà con gái. Con mau đi cho nội một đứa cháu để nội còn ẩm chứ. Con cứ lần hẹn với bà nội hoài à, bà nội sẽ không còn thương con nữa đâu. Ủa? Ủa? Mẹ. Hân. Ủa? Dạ chào bác. Mới tới chơi hả con? Để con xách cho. À, nè, thôi lát nữa con ở lại ăn cơm với gia đình luôn nha. Dạ. Ủa? Chắc thằng Kiên nó về đó cửa. Con dạ chắc vậy đó. Anh hai đi làm về rồi hả? Em qua thăm nội với mọi người. Em vô đi. Sao không vậy con? Con nhớ nội với mọi người quá.
Nhanh đi con. Nói trước đi. Em chỉ nói là hôm nay em không có về nhà. Em tính ra tiệm ăn cơm xong rồi em quay trở lại đây em làm việc luôn. Nếu vậy em đi chung với anh luôn nha. Ủa, nhưng mà hôm nay anh không có về nhà sao? Không em. Em biết là em sai rồi. Chắc là anh hai giận em lắm đúng không? Hôm nay không ai la em hết, cũng không ai xua đuổi em, mà còn đối xử tốt với em như vậy nữa. Chí Cường sử dụng dòng điện thoại thông minh. Phần mềm nghe lén này sẽ tự kích hoạt chế độ Internet vào một thời điểm mặc định sẵn trong ngày và tự động gửi toàn bộ âm thanh thu được về máy. Như vậy chúng ta có thể bắt được mọi hoạt động và những thông tin phía cảnh sát.
anh và Hà Đoan. Tụi anh sắp xa nhau rồi. Xa nhau? Xa nhau nghĩa là... Anh đã ký đơn rồi. Hà Đoan đã đâm đơn ra tòa. Mọi việc đã thống nhất hết rồi. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi xin có ý kiến. Mời luật sư. Trước những kết quả điều tra được và những chứng cứ không thể chối cãi, đó là vết bầm ở hai bên cổ tay của Hải Minh, và trong đó có một vết xước hình con rết rất trùng khớp với dòng đeo tay hình mắt xích được cho là của hung thủ đã để lại. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi xin phép được hỏi đôi lời với bị cáo. Tòa đồng ý. Bị cáo, anh Bách Dung, anh có công nhận rằng chiếc vòng đeo tay này là của ba mình không? Kính thưa hội đồng xét xử, điều này hoàn toàn không đúng sự thật. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi xin có ý kiến. Mời luật sư. Thưa mọi người, đây là tấm hình của Bách Du, được chụp lúc Bách Du 3 tuổi. Mời mọi người coi qua. Dạ xin gửi. Theo như trong bức hình, trên tay của Du có đeo một chiếc vòng vàng. Và chiếc vòng này cũng rất là trùng khớp với chiếc vòng được tìm thấy bên cạnh xác của nạn nhân. Như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể kết luận được Bách Du chính là người có mặt tại hiện trường lúc nạn nhân tử vong. Thưa quý tòa, tôi xin hết. Chúng ta đã sai sót trong việc không cẩn trọng lấy lời khai. Nhưng điều mà tôi băn khoăn là làm sao Khánh Trình có thể biết việc mình đưa chiếc vòng ra để làm chứng cứ buộc tội. Tôi thấy điều này cũng không có gì đáng nói hết. Chỉ có thể bên phía Hoàng Chương, sau khi được hỏi về việc tại sao đưa chiếc lắc tay cho Khánh Trình, thì hắn đã cung cấp thông tin. Bên phòng kỹ thuật hình sự đã có một xét nghiệm về lượng chất độc có trong thức ăn mà nạn nhân đang phải. Bây giờ chúng ta sẽ qua đó bằng bàn với lại thông tin. Hai ông thanh sĩ, các cậu chịu trách nhiệm lấy khẩu cung bên phía hai bị cáo. Dạ, đó. Chúng tôi cũng có một số thông tin muốn cung cấp cho các đồng chí. Chất độc được tìm thấy trong cơ thể nạn nhân, đó là một loại chất độc có trong thịt ba ba. Trong ruột ba ba thường có các vi khuẩn có hại và mầm bệnh. Bình thường khi ba ba còn sống thì những độc tố trong ruột ba ba sẽ được đào thải bớt ra ngoài. Nhưng nếu con vật này chết đi thì những vi khuẩn có hại vẫn tồn tại và sinh sôi hàng loạt trong ruột. Nếu như ăn phải ba ba chết thì sẽ dễ bị lây truyền những mầm bệnh mang chất độc chết người. Trong thịt ba ba có rất nhiều chất đạm và axit amin. Khi ba ba chết, những cái chất này nhanh chóng phân giải thành các nhóm amin và những chất độc thuộc nhóm amin. Thời gian ba ba chết càng dài thì số lượng các nhóm này càng nhiều, cho nên dễ dàng gây trúng độc cho người sử dụng. Hơn nữa, trong thịt ba ba còn có thành phần của thuốc phá thai. Đây chính là nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân. Như vậy là đã rõ. Bạch Du không cố tình đầu độc Hải My. Vì ban đầu chỉ định cho cô ta xảy thai tự nhiên thôi, nhưng không ngờ căn bệnh tim của cô ta lại tái phát, và vô tình Bách Du trở thành người ngộ sát.
Mời bị cáo Phạm Bách Du đứng lên. Lúc đó cô ấy lên cơn co giật mạnh, người tím tái lại. Thật sự tôi rất hoảng sợ, không biết phải làm sao. Nếu báo cho mọi người biết thì chuyện cái thai sẽ bị dở lỡ, cho nên tôi đã cố gắng giữ chặt lấy tay cô ấy. Càng giữ, cô ấy càng còn mạnh hơn. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi xin có ý kiến. Mời luật sư. Xin hỏi bị cáo, trước đó anh đã dẫn nạn nhân đến Thịt Ba Ba đúng không? Đúng. Thịt Ba Ba không tốt cho phụ nữ khi mang thai, vì nó có tính hạn. Ba Ba là loài hay ăn xác thối của động vật, cho nên trong thịt của Ba Ba có rất nhiều độc tố. Một người học trong ngành y khoa thật vô lý nếu không biết điều này. Tôi thật sự không biết. Tôi chỉ là sinh viên nhanh nhất mới vô trường, làm sao tôi biết được. Tôi xin có ý kiến. Luật sư nói tiếp. Mẫu thức ăn mà được tìm thấy trong cơ thể của nạn nhân, đó là loại độc tố histamine. Độc tố này được sản sinh trong cơ thể của Ba Ba trong quá trình Ba Ba chết trước khi được đưa ra làm thịt. Và đặc điểm của loại độc tố này là chịu được nhiệt. Thậm chí khi chúng ta đã nấu chín, vì vậy rất dễ gây ngộ độc, đặc biệt là trúng độc ngay lập tức đối với những người cơ thể đang yếu, nhất là phụ nữ mang thai. Vì Ba Ba có tính hạn, Ba Ba là loài động vật ăn xác thối của động vật. Trong thịt Ba Ba chứa rất nhiều độc tố. Người bị ngộ độc sẽ cảm thấy trong người mỏi mệt, chân tay co quắp, đổ mồ hôi. Không ngờ bệnh tim của Hải bị lại tái phát ngay lúc đó, vô tình đã trở thành ngộ sát. Vì tôi biết trong thịt Ba Ba có thuốc phá thai, cho nên tôi chỉ muốn phá thai thôi. Tôi không có ý giết người. Tin tôi đi, tôi không có ý giết người. Tôi không có ý giết người. Tôi xin có ý kiến. Một luật sư nói tiếp. Bị cáo Bách Dung, bị cáo đã thừa nhận rằng biết rằng trong thịt của Ba Ba có thành phần thuốc phá thai và mua cháu Ba Ba về cho nạn nhân ăn. Mọi người cũng đã nghe rõ. Thứ hai nữa, sau khi Mi chết, Du đã sắp xếp cho Mi trong trạng thái đang ngủ và bỏ đi. Và đúng lúc đó thì ông Hoàng Trương trở về. Trong cơn say, ông lại tiến hành quan hệ với Hải Mi. Sau khi thỏa mãn dục vọng, thấy Mi từ đầu đến cuối không chống trả, ông mới phát hiện cô ấy đã chết. Ông nghĩ là mình làm bậy, cho nên Mi phát bệnh tim mà chết. Hoàng Trương giả vờ nhưng không hề có chuyện ông quan hệ với Hải Mi, và chỉ vô tình phát hiện xác của Mi. Mi đã có tiền sử về căn bệnh tim, cho nên cái chết của Mi không ai nghi ngờ. Hoàng Trương đã bỏ đi nhằm chối bỏ tội danh của mình. Tôi xin hết. Thưa hội đồng xét xử, tôi có ý kiến. Hội luật sư. Thưa hội đồng xét xử, theo điều 111 về tội hiếp dâm và điều 113 về tội cưỡng dâm của Bộ luật Hình sự, đối tượng thực hiện hành vi giao cấu với người phụ nữ khi họ vẫn còn sống thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nhưng mà đối với tội hiếp dâm thì phải có khách thể trực tiếp và phải có người bị hại. Nhưng mà trong trường hợp này, chúng ta thấy khách thể của vụ án hiếp dâm là người chết, thì làm sao có thể cấu thành tội hiếp dâm được? Nếu như kết quả giám định pháp y và kết quả điều tra của cơ quan điều tra cho thấy nạn nhân đã chết trước khi bị cáo thực hiện hành vi quan hệ, thì hiện pháp luật Việt Nam chưa có bất cứ một quy định nào cho thấy về chuyện dâm ô với xác chết, hiếp dâm với xác chết, mà chỉ có tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt được quy định tại điều 246. Chính vì vậy, bị cáo Phạm Hoàng Chương sẽ chỉ có thể bị định tội theo điều 246 của Bộ luật Hình sự. Thưa quý tòa, tôi xin hết.
Mời mọi người tạm nghỉ để tòa nghị án. Xin mời mọi người đứng dậy nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ đầy đủ chứng cứ, lời khai của bị cáo, nhân chứng, hội đồng xét xử đã có cơ sở kết luận bị cáo Phạm Hoàng Chương không phạm vào tội hiếp dâm, nhưng đã phạm vào tội xâm phạm thi thể mồ mả. Còn bị cáo Phạm Bách Du đã phạm vào tội vô ý làm chết người và không thành thật khai báo. Vì các lẽ trên, tòa quyết định tuyên bố bị cáo Phạm Hoàng Chương phạm vào tội xâm phạm thi thể mồ mả, xử phạt bị cáo 2 năm tù giam. Và bị cáo Phạm Bách Du phạm vào tội vô ý làm chết người, xử phạt bị cáo 2 năm tù giam. Phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Hoàng Chương và bị cáo Phạm Bách Du xin được phép kết thúc. Vụ án đã kết thúc, mọi người cũng đã vất vả nhiều rồi. Thôi có gì đâu sếp. Chỉ là sau cái này sếp đãi một bữa tiệc hoành tráng cho tụi em là tụi em vui rồi. Đúng rồi. Thôi được rồi. Sáng nay tôi thông báo ngày hôm nay chúng ta sẽ có một buổi tiệc, coi như là ăn mừng chúng ta đã hoàn thành vụ án. Phải vậy chứ. Thằng Ngô. Anh Cường, có chuyện gì không em? Sao em gọi cho anh hoài mà không được? Vậy hả? Sao anh không thấy máy báo gì hết? Em gọi cho anh có chuyện gì không? Chỉ là em muốn nói tối nay anh có thể chở em về thăm bà nội trước khi mình ăn liên quan được không? Được thôi. Ủa điện thoại anh bị sao vậy? Không biết sao mà mấy hôm nay nó mau hết pin quá. Rõ ràng là tối qua anh có sạc rồi mà. Sao kỳ vậy? Đến giờ khôi vị kiểm tra coi sao. Đây là phương pháp định vị. Trung tâm xác định vị trí của chủ nhân đã cài đặt hệ thống phần mềm gián điệp này vào máy của anh đó. Hèn chi, điện thoại của anh cước phí và thời lượng pin nó hết một cách nhanh chóng bất thường. Em tìm ra rồi. Đường là một luật sư, vậy mà lại đi nghe lén thông tin mật của cảnh sát. Hắn ta sẽ bị tước quyền luật sư và sẽ bị ngồi tù. Còn Diễm Châu thì sao anh? Nó sẽ bị truy tố vì tội tiếp tay cho hắn, nhưng mà nó sẽ được hưởng án treo vì nó đang mang thai. Thank you.
Thanh sĩ, Hào, hai cậu chịu trách nhiệm ghi chép và hoàn thành hồ sơ để trình lên cấp trên. Dạ, được rồi. Dạ. Để em làm. Công chính. Dạ. Cậu chuẩn bị tập tài liệu cho cuộc họp ngày mai chưa? Dạ, em chuẩn bị xong rồi sếp. Ừ, tốt lắm. Dạ. Anh ơi, có chuyện rồi. Ở trên lầu. Các đồng chí dưới nhà kiểm tra coi có cái gì lạ không. Rõ. Diễm Châu ơi, mở cửa cho chúng tôi đi. Diễm Châu, em mở cửa đi. Diễm Châu, các người đi đi, sống như đây là tôi chết cho coi. Anh Cường, sao rồi? Chúng tôi định lấy lời khai nhưng cô ấy tự nhốt mình lại trong phòng. Cô ấy đang bị kích động mạnh về tâm lý. Thôi được rồi, các cậu xuống dưới để còn chuyện xấu xảy ra. Dạ rõ. Châu à, mở cửa cho anh đi Châu. Cút đi, cút hết đi. Châu à, hãy nghe anh nói nè, anh còn rất nhiều người ở bên cạnh. Cút đi. Cuộc sống ai cũng có lúc mắc phải sai lầm mà, nhưng mà điều quan trọng nhất là ta phải nhìn nhận ra nó và phải sống tốt hơn. Em còn có nội, có mẹ, có Kiên và có cả anh nữa. Mọi người sẽ luôn bên cạnh em mà. Châu à, bình tĩnh lại đi, mở cửa cho anh đi. Châu à, đừng suy nghĩ bậy bạ mà. Châu à, mở cửa cho anh đi. Diệp Châu. Châu à, em đừng làm chuyện gì dại dột nghe Châu. Mọi chuyện đều có hướng giải quyết của nó mà. Không, im đi. Mấy người im hết đi. Tôi không tin một ai hết. Tất cả chỉ là dối trá thôi. Châu à, mở cửa cho anh đi Châu. Im đi. Mấy người mà đập cửa nữa là tôi tự tử đó. Anh Cường. Diễm Châu, em hãy bình tĩnh lại đi. Còn đứa bé trong bụng nữa, nó vô tội mà. Diễm Châu à, em hãy suy nghĩ lại đi. Diễm Châu. Diễm Châu, bình tĩnh đi em. Đứa bé nó vô tội, em hiểu không? Sao mà nóng ruột nóng gan quá vậy nè. Giờ này mà nó cũng chưa về nữa. Diệp Châu à, các đồng chí căng ra. Đó, đó. Cẩn thận đó. Diệp Châu à, bình tĩnh đi em. À, không được bước tới. Diệp Châu, bình tĩnh lại nghe nói là Châu. Hay nghe nói, bỏ xuống đi em. Bỏ xuống đi. Nghe nói nè, anh mà bước tới là em. Diệp Châu. Châu, Châu à, em còn nhớ là em đã từng nói gì với anh không? Anh, hai anh em mình tập võ nha. Ừ. Hi. Mai mốt á, mình lớn lên á hả?
Dù có chuyện gì đi nữa, mình vẫn luôn sẽ cảm ơn nhau nha. Anh hứa đi. Anh hứa. Bởi vì chúng ta anh em một nhà mà. Yeah. Yeah. Dìm nhau à. Em hãy quay đầu lại. Mọi người vẫn luôn ở phía sau của em. Tất cả chúng ta có thể làm lại mọi thứ. Không có gì là muộn màng hết. Nghe lời anh, đưa nó cho anh đi. Châu à, đưa nó cho anh đi Châu. Ngoan đi mà. Ngoan Châu, hãy đưa nó cho anh đi. Nghe lời anh đi mà. Đưa nó cho anh. Đưa cho anh đi. Không được. Không được. Em đã mắc phải một sai lầm rất là lớn. Em đã tiếp tay cho giặc. Em đã phụ lòng tin của tất cả mọi người. Cho dù mọi người có tha thứ cho em, em cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình được. Châu à, nghe nói nè, không có gì là muộn màng hết. Châu à, em còn có đứa trẻ nữa. Em hãy dậy đến sinh linh bé bỏng của nó. Nó không có tội gì hết. Nó hoàn toàn có quyền được nhận sự yêu thương của mọi người. Châu, anh Cường nói đúng đó em. Luôn có một con đường cho em muốn quay về mà. Đứa bé đó đâu có tội tình gì đâu. Em có làm gì á thì em cũng phải nghĩ đến nó một chút chứ. Châu à. Châu. Được rồi, ổn rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi. Đừng khóc nữa em à. Đã ổn rồi. Diễm Châu. Con, sao mặt mày của con thất thần quá vậy? Làm cho bà nội nhà bà nội lo ghê á. Ăn đi con, ăn vô đi. Nè, món này con thích nhất nè. Ăn nhiều vô nha. Cái gì vậy trời? Cái gì mà không khí âm trì địa ngục vậy trời? Còn người này nữa. Trời, sắp lập mẹ đến nơi rồi. Cái gì mà giống như con nít vậy? Đây nè, đây là món gà mà em thích nè. Đó, anh gấp cho em ăn nè, em ăn đi. Món này nữa nè, em ăn đi. Đó, em ăn nhiều vô rồi có đủ sức á. Để múa đường quỳ trên hai coi. Chắc chắn là anh hai lé con mắt luôn á. Cho tâm hồn nó thoải mái. Cười lên đi. Không sao đâu con. Thoải mái tâm hồn. Nín đi con.